Theo yêu cầu cô chú anh chị và các bạn, em sẽ tiếp tục quay 2-in-1 cho cô chú anh chị xem nha. Cái này là Sowood, cái này là Acaudi. Rồi cô chú nhìn thấy trái nè, cô chú anh chị nhìn thấy trái nè, trái Acaudi nè. Nó có cái chẻ chẻ đầu trên giữa đó, thấy thương đó. Nó càng lớn, nó càng mập, nó càng thấy thương luôn á. Cái trái này á, nó bự đó, cho nên nhiều người người ta làm khô á, để mà nấu ăn đó, nó gọi là thường thường nó giống giống cái trái cái gì tân cương á, cái gì táo tạo tân cương gì đó cả nhà. Đó, đó. Nè. Trái nè, trái nó có cái đường kẻ chính giữa nè, nó bự lắm, nó có đường kẻ chính giữa ở đâu rồi, đây nè, cho chú anh chị thấy không? Đó, tất cả đều có hoa hết nha, cây này rất mắc nha. Đó, chuyên qua là 250 nha cả nhà, bự chà bá luôn, bự dữ lắm luôn. À, rớt một cái cây Sandia cho nên là còn Sowood và Acaudi ha cả nhà ha. Đó, cây này cao khoảng 4 feet nha cô chú anh chị nha, bông xum xê nha, có trái rồi luôn nha. Rồi tiếp tục thằng trên qua này nó có gì đây, trên qua á, trên qua thì mình coi coi nha, 1 2 2 rồi ba luôn. Thôi cái này mình để ra trái nha, giờ mình bỏ qua những cái nào khó quá bỏ qua để mất công á, bị lộn giống á ha. Rồi cái này cũng vậy nữa, ý trời, Acaudi nè cả nhà, trời Acaudi thấy thương quá cả nhà ơi. Mấy cái trái này nè cả nhà biết sao không, khi mình đầy đủ nước á, ăn rất là ngon nha, trái rất to, nhưng mình đừng có để nó, đừng có để thiếu nước, chứ đừng có để mà nó chín quá ha cả nhà ha. Trời ơi, quá trời đẹp luôn, cây này cao 4 feet á ha cả nhà ha. Wow, cưng quá. Rồi em nào đây, Sowood và Acaudi nha, bữa nay tuyển tập y một em nữa nè, Sandia nè cả nhà, Trinh Quan nha. Nhưng mà cái thằng này á, nó thằng này đó, ai mua thằng này là được 3 giống luôn nè, cái này này Sandia luôn nè cả nhà, đó 3 giống nè. Đó, bây giờ để Trinh Quan, bởi vì nhiều khi á, năm rồi nó không lên, năm nay nó lên cả nhà thấy không nè, cái mắt ghép hình tam giác á, mắt ghép mắt nè, đó cả nhà thấy không, cái này Trinh Quan nha cả nhà nha, Sowood Acaudi và Sandia, cây này á vậy là 2.8 nha cả nhà nha, tất cả đã bông hết rồi, hai giống là 250, ba giống là 280 ha cả nhà ha. Đó, khi nó ra vậy là không bao giờ nó ấy nha cả nhà nha, ví dụ năm nay nó đụng cái này, năm tới nó sẽ ra mạnh hơn nữa, tại vì em nuôi em biết á. Đó cả nhà thấy không, cưng quá, cưng quá cả nhà ơi, Tree in One nha cả nhà. Sowood Acaudi và Sandia ha. Bây giờ mình vô đây nữa nè, vô từ từ. Đó, nhìn vậy là biết gì rồi, Acaudi và Sowood nữa rồi. Đó, nhà thấy không, mấy cái này nữa em nhờ mấy anh cắt ha. Nè, cái nhà thấy không, gấp mắt nè. Nó ra thấy thương không, cái này nè, Acaudi ở trên là ủa sao vậy, Acaudi với Hot Tooth. Hot Tooth không, ở trên là Hot Tooth, đúng rồi, ở trên là răng ngựa nha cả nhà. Wow, Acaudi với Hot Tooth, Acaudi nè, Hot Tooth ở trên, Acaudi ở dưới. Ok, Acaudi Hot Tooth. Nhưng mà nếu mà muốn make sure chắc em để trái nó ra, nhưng mà em ra nhìn thấy vậy là em biết là răng ngựa rồi ha cả nhà ha. Nhìn cái nó nhọn nhọn răng ngựa, nhưng mà muốn cho nó răng ngựa đó cả nhà nè. Muốn cho nó chắc mình sẽ để cho trái bự bự chút xíu nha cả nhà nha. Bởi vì tại sao em để cho trái ra hết á rồi em mới quay, nhưng mà nhiều khi cô chú anh chị á nung nóng á, cho nên em quay cho cô chú anh chị xem nha. Cây này cao 4.5 feet á. Đó, răng ngựa và Acaudi ha cô chú ha. Đó, mình để vài bữa nó bự bự lên nữa nha ha. Rồi á, nhiều quá, đi vô trong đây đủ thứ hết. Wow, cây này nhìn đẹp nha, Acaudi đó, đa số là Acaudi với thằng gì đây, Acaudi với thằng gì, thằng đó một thằng Acaudi thôi đó, Acaudi nữa cả nhà,
Kiểu ác khâu này nó sai trái lắm nha cả nhà, trái bự mà sai trái nữa, cưng quá đi à. Ở đây nữa nè, ai già già em ác khâu đầy nữa nè, ác khâu đầy quá trời luôn cả nhà ơi. Cô chú anh chị nào muốn mua cái gì thì cây nào thì cô chú anh chị nhắn số phone cho em nha. Đa số hiện tại bây giờ em có ạc khâu đì với sô vút là nhiều, hoặc ạc khâu đì dưới răng ngựa, hoặc ạc khâu đì dưới stadia ha cô chú ha. Rồi cây này bả giống nhưng mà hôm mình để cái ạc sô vút, ạc khâu đì và stadia thì nó ra ở dưới này nè cả nhà, là nó ra rồi nha cả nhà nha, chuyển giọng rất là chuyển giọng luôn. Rồi em này là gì đây? Rồi chắc em phải nhờ mấy anh á để ra chậu lớn cho nó cao, kê lên cao rồi từng quay từng cây cho cô chú xem mới được. Đó, mấy em này nước á là mình phải thay đất á, nếu không á thay chậu lớn không nó bị khô hoài tại vì nó thiếu nước á. Đó, cô chú anh chị nào muốn chuyên quan á hay là chuyên quan chút xíu á thì cô chú anh chị nhắn số điện thoại trên màn hình á cho em Linh để em Linh chụp hình báo giá cho cô chú anh chị nha. Tại vì á cô chú anh chị thông cảm, nhiều khi á em làm nhiều việc á nên cô chú anh chị thông cảm nhắn tin rồi em sẽ tìm cây. Thường thường á em phải tìm cây đẹp á để em quay cho cô chú anh chị á, tại vì á mỗi lần quay cây nào là mình bán cây đó, mình ship cây đó đó, cho nên thất tham chút xíu nên cô chú anh chị kiên nhẫn giúp em nha. Dạ, còn khi mà ship cây về nó bị mệt hay gì đó, cô chú anh chị chịu khó tưới nước giùm em, để vô mát tưới nước giùm em, khoan hả xuống đất, khoan thay chậu để tuần hai tuần á cho nó khỏe rồi mình hả thay chậu hay là xuống đất. Nhưng mà khi mà ấy thì mình cắt đứt chậu nha, mình bỏ vô nha, chứ mình không có được đe giật cái cây ra hay là làm bể cái bầu đất như cô chú anh chị nha. Trái nè cô chú, nhìn thấy thương dễ sợ, thằng này giống chắc răng ngựa nè. Đó, thằng này á mà ba giống nè, cái dạng nó đứng như giống bonsai dữ lắm luôn á. Cây này nè để thành bonsai luôn nè, thấy thương lắm. Trái mình vô chậu đó thành bonsai luôn vậy đó. Bây giờ bắt đầu táo, bắt đầu á có trái đó cô chú anh chị, mình kiên nhẫn đợi chờ chút xíu để nó ra đầy đủ á, cái mình biết được cái giống gì. Trời ơi, cái cây nó đẹp, à cô này nó đẹp giá mang luôn vậy đó cô chú anh chị, nó đẹp giá mang luôn á. Trái lúc nào cũng sum xê nè. Đây là Acaudi với gì đây? Acaudi với sô vút nè cả nhà. Trời mà em này thấy thương quá, quá trời quá đất rồi. Đa số của em là Acaudi với sô vút nhiều, còn muốn những cái khác nữa thì mình phải tìm tòi đó. Mình phải tìm mà tại vì nhiều quá cô chú anh chị không? Rừng luôn, táo tàu của ô chú là hả, chuyên quan triên quan cây nhỏ cây lớn gì á, rừng luôn. Bây giờ mình phải lấy ra chứ mình để vô vậy á khó quá, khó ấy là mình phải trim lại đó. Nên cô chú anh chị á muốn kiên nhẫn đợi ra trái, mình mua về mình thấy nó vui hơn, hoặc là mình chính xác mình biết cái giống đó đó ha cô chú anh chị ha. Nhưng mà muốn cô chú anh chị nào muốn thì gọi cho em mua sớm cũng được, không có sao hết nha. Này nè, em này KFC nè. Ồ, có một em KFC cao gần 5 feet là 4,5 feet nè. Cô chú anh chị nào muốn KFC này thì nhắn tin cho em nha. Wow, KFC nè. Wow, dáng đẹp quá chứ. Dáng người mẫu nè, giỡn đâu ạ. Dáng người mẫu nha. Ôi, thấy thương không? Bông nè. Bông gì đâu quá trời quá đất nè, KFC nha cả nhà nha. Một cây KFC nè, đó. Một thân một mình đó. Đó. Quá trời quá đất nha cô chú. Mai nói mấy anh thay sang chậu mới được. Wow. Coi cái mông của nó nè, thấy thương không cả nhà? Trời ơi, thấy cưng không? Thấy thương quá trời luôn vậy đó. Quá trời trái nè. À không thì để đậu trái giả mang luôn vậy đó. Ăn mà mệt xỉu luôn á. Một trái của nó bự dữ lắm luôn á cả nhà. Đó, bây giờ này, này đi nè. Ok. Chuyên quan à, Sandia nè, em này là Sandia, em này là sơ vút với ạc khâu đi đó, ra nó nè. Nè cái này nữa nè. Bây giờ ra trái mà con nhánh này ra trái nè, trời cái trái này đậu nổi không trời đó. Đó cả nhà thấy không, này sơ vút ạc khâu đi dưới này, chiếc sơ vút nè, cái này là Sandia nè cả nhà, Sandia nha. Quá trời quá đất,
đủ trò hết trơn á cả nhà ơi. Nên cả nhà, em quay lại nha. Cái này là Acaudi, cái này là Sandia nè. Gấp mắt nha cả nhà nha. Acaudi, Sandia ha. Cây này bự luôn à. Đó cả nhà thấy không? Cây này ship phải cẩn thận lắm để thôi nó gãy, tại Sandia nó lên nó hơi bị non. Đó bò đẹp, đẹp quá trời luôn. Acaudi với Sandia nha cả nhà. Chuyên qua. Cái tán này nè, cả nhà nhìn mới rõ nè. Acaudi nè, đó quá trời trái luôn. Trái miên man ha. Rồi nó lên tới bên này luôn. Rồi xong bên này là Sherwood nè. Cái cây này cái tán thiệt là đẹp luôn á cả nhà. Cưng quá trời, có 250 mà ghép mắt nha, không phải ghép trẻ đôi nha. Em có tầm ruột lớn nha. Cây này cao 6 feet đó. Tầm ruột lớn nha cả nhà. Gốc to nha, cây chiết nha. Để coi có bông không. Nhìn thấy mấy bữa nó có bông. Nha. Tầm ruột lớn nè. Em bán 150 nha. Tại vì cây của em cây bự chứ không phải cây nhỏ. Cây bự lắm rồi. Nè, cái gốc của nó nè cả nhà, cái gốc của nó không? Gốc bằng ngón tay cái trở lên không à, chứ không có nhỏ nha. Nè. Thấy thương quá, tầm ruột á. Tầm ruột này là em dưỡng hồi một năm tới giờ đó. Nè. Mấy cây nào là mấy cây dưỡng không à cả nhà, dưỡng xong mới bán nha, dưỡng rồi khỏe mới bán nha. Chứ không có bán giọt bán vàng được, tại vì mình phải biết nó khỏe không á. Đúng rồi cả nhà thấy không? Nhìn nè, quá cho tôi luôn tầm ruột nè. Em nhớ hồi đó đó hay là người ta lấy lá tầm ruột ta gói nem, hoặc là tầm ruột á là làm cái bông á. Hồi đó nó hay chơi hay leo lên cây tầm ruột lắm. Tầm ruột của nó hồi đó trồng ở dưới mé sông á, ở Việt Nam á. Nó tầm ruột cái chảy nước miếng. Dầm mắm đường ăn. Trời ơi. Nhất dương chỉ luôn cả nhà ơi, đẹp quá. Đẹp quá cả nhà ơi, cây cao khoảng 5 feet nha cả nhà nha. Gốc to nha, từ ngón tay cái trở lên không nha cả nhà nha. Thương lắm. Bông sữa đũa của em nha cả nhà. Trời ơi. Bông sữa đũa nha, em dưỡng cũng 5 2 năm rồi đó. Bông quá trời luôn, cây sữa đũa nó cao 5 feet em cắt bớt rồi đó. Cao 5 feet nha. 55 đồng nha cả nhà. Bự bằng cái nửa cổ tay trở lên ha. 55 đồng mà quá trời bông. Trời ơi, cao 5 feet nha. Cao 5 feet nha cả nhà nha. Quá trời quá đất nè. Cưng quá. Cưng quá trời luôn, cây bự nha, không phải cây nhỏ nha cả nhà nha. Em bán cây bự không à, cây cao 5 feet trở lên không à. Đó. Mà bông gì nè. Cái này là về mà nấu được cái lò lẩu gì. Ở dưới đó nữa nè. Mấy anh chưa cục cái cây lại nè, nghe thấy không? Nó mọc từ dưới lên trên quá trời bông luôn cả nhà ơi. Sao chịu nổi ta? Đó em có một hàng hai hàng sữa đũa luôn cả nhà. Đó mình ăn lẩu mắm, mình ăn lẩu gì á, ngon. Có nhiều người bỏ mì gói vô nữa cả nhà. Cái Vernon Sambute em có hai, còn hai cây có trái nè, Vernon Sambute cả nhà thấy không? Đó em còn hai trái, hai cây. Có hai trái. Đây nè cả nhà, đóng trái luôn. Quá trời luôn. Đó cả nhà thấy không? Đó cả nhà thấy không? Wow, đẹp dễ sợ. 55 đồng cây nha cả nhà. 55 đồng nha. Mấy cây này bán không có lợi nhiêu chứ. Trời, cái gốc nó bự chà bá luôn, nghe thấy không? Bự bằng cổ chân, thấy thương lắm. Còn hai cây có trái, còn mấy cây kia thì hết trái rồi. Chắc năm tới mới có trái nữa. Đó, cả nhà thấy không? Gốc bự không à. Cao cũng 4,5 feet. 4,5 feet nha cả nhà. Đáp ứng nhu cầu của cô chú anh chị Asian pear 20th century Asian. Đó, here Asian pear này cả nhà. Nó có nhiều tên lắm. Rồi Shiseki Asian ha. Em mua mỗi thứ loại đó. Đó, này 20th century ha. Rồi, cái này cái gì đây? Rồi, century luôn. Đó. Whole Sui Asian Pear đó. Rồi Shiseki Asian Pear luôn. Rồi à, mấy cây này đó cả nhà. Mấy cây này, mấy Asian Pear này á, em bán Asian Pear này em bán là 100 hết cả nhà. 100 nha. Bán đây có tụ thôi.
Vì cô chú anh chị hỏi cho nên thôi em bán để đem về bán, bán như bán dốt rồi. Tại vì mình mua giá nó cũng cao á. Tại vì em đi mua lại để ấy thôi, chứ thật sự năm tới em mới nhập mấy cây này về. Tại vì mấy cây nào mà khó bán á, ít ai hỏi á, thì em ít có mua về lắm. Còn cái cây nào mà em nhắm em bán á, chủ ấy, chủ lực á, thì mấy, còn mấy cây này thì em chỉ lấy về để chia sẻ lại cho cô chú anh chị thôi. Dạ, tại em lấy cái giá nó cũng cao, tại gốc bự thôi. Cái cây này em bán rồi nha cả nhà, nhưng mà bây giờ mình ngắm ké nha. Tại vì xe chưa có delivery được nên ngắm ké này. Đẹp quá cả nhà ơi, cái này là Eden á. Chỗ bông bông hồng á, quá trời đẹp rồi. Thôi, em thương cái này quá vậy nè. Đẹp quá là ha. Cưng quá vậy nè. Em mê lắm, em bị gói, em quay phim luôn nè cả nhà. Đẹp quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi cái màu cam này nè, đẹp cũng lắm luôn. Đó. Mà nụ nhiều lắm, khi mà cái cây bông hồng nào mà nó tàn cái mình cắt nó, cái ra nụ, mình cắt cái ra nụ. Bây giờ em cũng chuẩn bị cắt cái màu hồng cho chị luôn nè. Trời, nhưng mà cái này em mê nó quá đi à. Mình ngắm ké nha cả nhà. Trời ơi, mê bông hồng lắm cả nhà ơi. Đó, mấy cây này khách mua hết rồi nhưng mà chưa có delivery á. Mà trong khi đó em nở ra nhiều lắm. Mình cắt nó ra, mình cắt nó ra hả cả nhà. Quá trời quá đất rồi, thương dữ. Mình ngắm ké. Em có xin cái chị đó ngắm ké rồi. Đó, thương không? Cái này là 65 đồng. Không biết em có ấy chưa, em còn có 1, 2, 3, 4 cây à. Ngọc Lan 65 đồng, em còn có 4 cây à. Mấy này mình bán cho vui, cho có tủ. 65 đồng cao 4 feet. Mấy em càng ngày càng gắt loay dài thòng lòn ra làm sao luôn là đi Texas. Thì Texas kỳ này là đầu tháng 7 mình đi nha cả nhà. Cô chú anh chị nào muốn ấy thì mình update lại là đầu tháng 7 nha. Tại vì cái lưng của anh ấy bị trục chặt kỹ thuật rồi. Dạ, cho nên là mình sẽ dời lại đầu tháng 7. Bây giờ trong khi đó em sẽ chấm bông mãng cầu cho mấy cô, mấy chú, mấy anh chị ha. Bởi vậy bây giờ còn ở đây thì em chấm bông cho cô chú anh chị luôn. Đó, chui vô đó chấm bông luôn ha. Rồi bắt đầu mình đi chấm bông nha cô chú anh chị nha. Chấm bông mãng cầu nha. Rồi mấy cây đang sắp hàng, sắp lớp ở đây. Đó, để chuẩn bị về nơi xứ lạ. Nhiều lắm cả nhà, còn một đống bên kia nữa. Nhưng mà chưa, để chắc ra hết đường đi này chắc không được, xe không có chạy được.